Sát sinh lắm nè, giết hết con gián nè, thấy không? Nó đạp chết hết con gián luôn, thấy không? Đó, à. Mới phát hiện, nhỏ này em sát sinh lắm á. Bị con. Dạ cái gì vậy? Dạ cái dạo ơi. Đi, go. Má con này đi chậm quá, go. Đó. Con này đặc điểm của nó là mua nó phải lắc lui nó mới chết khi đi. Nó lắc.
về chỗ nha. Chó sủa gì bố bố. Lấy muỗng đi cho em. Mình lấy cái muỗng cho. Miếng này ghê lắm. Nam công hồi bị bệnh. Bị lây nữa. Rồi lây bệnh. Ký độ đi. Ký độ đi. Ăn mì nó không? Ăn nó ngon mình ấy không ngon. Tại mình bỏ tiền mua đúng không? Tôi không có nói.